Rồi, xin chào bà con, chào các bạn. Thì theo yêu cầu của bà con các bạn thì kêu mình chia sẻ cái công thức mà để phối trộn ép cám viên dành cho heo con là từ 10 kg trở lên. Đó, từ 10 kg trở lên là mình phối trộn cho heo ăn được các bạn. Đó, ép phối trộn với cám công nghiệp. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bà con và các bạn các nguyên liệu mà mình ở đây mình sử dụng. Thì tất cả các nguyên liệu ở đây là mình sử dụng là 25 kg các bạn. Đó, ở đây gồm có cái cá bắp. Đó, cám bắp là 10 kg. Cám bắp 10 kg. Và cái cám gạo. Cám gạo là 10 kg luôn, là 20. Và đây là cái khô dầu nành. Khô dầu nành là 5 kg. Đó, khô dầu nành 5 kg là 25 kg. 5 kg mình sẽ cộng thêm là 5 kg đạm cá các bạn. 5 kg đạm cá. Đó, đạm cá thì mình cộng thêm. Đó. Ở đây mình có 1 kg cái cám dừa để cho nó rút ẩm cái đạm cá này lại. Và tiếp theo đó là các nguyên liệu vitamin, đó, bamid vitamin, rồi cái enzyme rau ti. Enzyme rau ti là cực kỳ tốt và cái ớt men gốc. Đồng thời là mình sẽ bổ sung thêm là 1 lít men tỏi. Đó, 1 lít men tỏi. Rồi tất cả các nguyên liệu này mình sẽ phối trộn với nhau. Thì mình tính ra được là hàm lượng protein nó rơi vào 17 đến 18 các bạn. 17 đến 18. Đó, cái cám bắp con gạo mình cho là 10% protein nhưng mà nó tinh bột rất cao. Đó, cái khô dầu nành này là 46. Đó, đạm cá này là 14. Đó, mình tính ra là rơi vào 17 đến 18 protein là đủ để cung cấp cho heo con nó ăn và phát triển tốt. Thì khi mình cho ăn mình sẽ phối trộn là 50% cái cám công nghiệp. Đó, 50% cái cám công nghiệp và 50% là cái cám bếp gì của mình. Và mình theo dõi trong khoảng một thời gian là 17 ngày. Đến nay là mình sáng mình cân thử là đàn heo 7 kg của mình nó tăng lên 11 kg. Và đàn heo 11 kg nó tăng lên được 16 kg. Là mình tính ra mình chia sẻ thử là FCMR là 2 kg 3 cám. Nó tăng được 1 kg thịt. Rồi mình thấy cũng là tương đối là ổn các bạn. So với mình cho ăn cám viên thẳng. Thì tất cả các nguyên liệu này mình phối trộn với nhau. Thì mình tính ra được tiền đó là 10.000 1 kg. Ở trên dưới 10.000 1 kg tùy vào nguồn nguyên liệu ở địa phương của các bạn. Đó. Thì 10.000 1 kg so với cám công nghiệp 20.000 1 kg là chúng ta tiết kiệm được 50% rồi các bạn. Đó. Mình phối trộn cái cám công nghiệp này tại vì mà heo con á thì nó rất cần cái mùi các bạn, mùi kích thích, cho nên mình cứ phối trộn cám công nghiệp, mình sẽ nhấp từ từ lên, mình sẽ tăng cái cám nó trộn lên và mình sẽ rút cái cám công nghiệp xuống dần dần. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu này vào cái cối trộn này. Đó, cho nó đều thiệt đều và sau đó mình sẽ cho vào cái cối ép là S160. Đó. Cái cối S160 này là nó có ưu điểm là ép viên cám ra rất là chặt các bạn, rất là chặt. Đó. Và nó chín cám hơn so với S150 nhưng mà nó cái này ép ra chậm hơn, viên ra cám chậm hơn và nếu mà điện yếu thì nó dễ bị kẹt hơn cái 150 Zecro. Đây, đây là cái đạm cá của mình đây mày. Hồi sáng mình mới sức đi là 1 tấn rồi cho anh Long ở Kiên Giang, anh về anh cũng ép cho phó trộn ép cho heo. Và con thao này 1 kg mà. Đó. Rồi bây giờ để rút ngắn thời gian thì mình sẽ cho vào cái cối trộn này. Đó, mình trộn đều và sau đó mình sẽ ép rồi mình tiếp tục mình làm một đoạn clip nữa để cho các bạn xem. Thôi, mình vừa trộn xong các bạn. Vô cối mình trộn xong hết rồi. Đó, khi mình trộn mình thêm ít muối nha các bạn. Ít muối tại heo cần muối. Và đồng thời là các bạn có mặt đường á, có mặt đi đường. Thì ta thêm 25 kg cám, ta thêm khoảng 1 kg mặt đường nữa. Đó, để tạo vị hương ngọt ngọt thì kích thích cho heo ăn mạnh các bạn. À, đồng thời nếu có chúng ta hương sữa, cái hương sữa hoặc sữa hết đát gì chúng ta bổ sung thêm luôn thì heo con nó ăn rất là mạnh. À, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bật máy và mình sẽ chạy thử cho các bạn xem được cái máy S160 bao lô để chạy như nào so với cái 150 và viên cám nó ra như thế nào, nó chắc hơn, chắc cú chắc hơn rồi. Rồi, một số người đã
60 ba lô này thì nó ra viên cám nó chắc hơn như vậy, nhưng mà bạn quan sát thấy nó rất là chậm hơn. Tiếng hồ nó khoảng chừng 50-60 cám thôi. Nếu mà điện bạn mạnh, hồ điện yếu thì nó sẽ kẹt. Chúng ta sẽ bảo quản được lâu hơn và cám thì nó tính cám khô cám hơn, lại khô cám hơn, bảo quản được lâu hơn so với cái S50 thì ra viên cám nó hơi bời rồi. S50 này tại mình ép cho vịt với cho bò ăn thì mình có trộn thêm cái lúa mấy chục phần trăm lúa cho nên nó hơi bời rồi so với cái cối 1-60. Mình sẽ cho heo ăn. Cứ trưa mình cho nó ăn rồi, bây giờ mình phải làm clip thì mình cho nó thêm miếng nữa. Ăn rồi mình cũng đói nữa rồi. Thấy là rồi còn dư nè. Nó ăn lựa cái cám công nghiệp ăn trước, xong rồi cái cám ép của mình mới ăn từ từ. Đó, thì đằng này là mình khi mình bắt đó mình cân 7 kg, hôm nay là 17 ngày mà 17 ngày mình cân được 11 kg rồi. Còn đằng này là khi mình bắt là cân 11 kg, hôm nay nó là được 16 kg rồi, nó tăng trọng 5 kg, còn đằng bên đây nó tăng trọng 4 kg. Heo rất là khỏe mạnh các bạn, đi phân rất là tốt. Không bị tiêu chảy thì mình kèm thêm cái men tỏi với cái em riêng các bạn. Men tỏi với em riêng nên phân con heo nó rất là tốt, nó đen các bạn, không phải phân vàng. Đó. Còn các bạn chia sẻ là khi mà không có cái đạm cá này hoặc không có men á thì phân heo nó màu vàng vàng, còn khi mà có đạm cá có men vô thì phân heo sẽ màu đen, tại vì nó tiêu quá là nó hấp thu tiêu quá hết rồi nên phân màu đen. Chúng ta tập mà tập heo con thì nó khó lắm, cám trộn vậy nó rất khó tập. Nếu mà heo từ khoảng 30 kg trở lên thì nó ăn rất là mạnh rồi. Chắc cú là 30 kg trở lên thì mình sẽ cắt hoàn toàn cám công nghiệp rồi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tập mình kèm cám công nghiệp, khi nào mà nó ăn mạnh cái cám trộn của mình rồi mình sẽ bỏ cái cám công nghiệp. Hôm nay đến ngày hôm nay là đàn heo của mình 14 con là hết 3 bao cám rồi, bao cám công nghiệp. Đó. Và 30 kg cái cám tự ép, tự phối trộn và ép. Hết 100 kg rồi. 100 kg thì mình cộng hai đàn này nó tăng lên khoảng 55 kg, 55 kg thì cũng rất khá tốt rồi các bạn. Thì nãy mình cũng chia sẻ với các bạn là FCR được 2 kg 3 cám rồi được 1 kg thịt. Heo rất là bóng, nó không bị đổ lông, không bị lòi xương các bạn. Cái này mình tập cho nó hơi sớm rồi nè. Đó, tập hơi sớm nè. 8-9 kg rồi mình bắt đầu mình tập cho nó rồi. Mình tập hôm nay khoảng 10 ngày thôi. Đó, ăn nửa bao cám đầu, công nghiệp đầu là bắt đầu là mình tập cho nó kèm với lại cái cám trộn của mình rồi. Mới đầu 10%, 20%, 30%, 40%, hôm nay mình tăng lên 50. Thì bạn cứ an tâm mà chúng ta ứng dụng. Khi chúng ta trộn như vậy thì cái nó sẽ lựa cái cám công nghiệp ăn trước. Đó, và sau đó sẽ nó ăn hết toàn bộ cám trộn ép chúng ta luôn. Bạn đừng lo. Còn các bạn mà nếu mà thấy tập khó quá thì để heo nó lớn trước các bạn. 20 kg trở lên rồi chúng ta hãy tập cho nó ăn cám tự ép. Đó, đối với các bạn mình nuôi nhiều á. Còn mình làm mình chia sẻ cho các bạn thì mình tập sớm. Rồi video đến đây là kết thúc rồi. Thì mình vừa chia sẻ cho bà con các bạn về cái công thức mà để phối trộn các nguyên liệu để ép cám viên cho heo con ăn. Thì 1 kg cám là khoảng 10.000 và độ protein thì tầm khoảng 17-18. Đó, và bảo đảm là vật nuôi chúng ta nó ăn hấp thu tốt, không bị tiêu chảy, đi phân sống. Đó. Đó, đồng thời là nó tăng trọng
rất là cao.